Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung cùng Đoàn Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến thăm và động viên ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, quận Sơn Trà. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung gửi lời chúc sức khỏe đến ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động công ty ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của đơn vị thời gian qua, nhất là những đóng góp cho Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung khẳng định, thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để công ty tiếp tục đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực, thu hút thêm lao động, giải quyết việc làm, chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp xã hội để lùi đại dịch COVID-19, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đại diện công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước đã có báo cáo cơ bản về tình hình sản xuất đầu năm. Mong muốn trong dịp xuân mới, với khí thế mới, thành phố sẽ tiếp tục vươn mình phát triển là chủ dựa tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng nói chung.